Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hadali. Và ngày hôm nay Hadali xin giới thiệu cho các bạn một trong những sản phẩm dùng để tự vệ bản thân mình khi chúng ta đi đâu đó và gặp những thành phần bất hảo. Làm cách nào chúng ta có thể bảo vệ được bản thân của mình. Và chính ngày hôm nay Hadali sẽ giới thiệu với bạn một trong những sản phẩm để có thể làm được điều đó. Nhưng các bạn cũng biết đó, khi chúng ta đi ra đường mang những cái dụng cụ nguy hiểm như dao nè, súng này nè trong ba lô của mình thì có thể một ngày nào đó các bạn sẽ bị tóm cổ mình đưa lên công an phường. Như vậy là không được. Thì ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu bạn một trong những sản phẩm đó nha. Thứ nhất đó chính là cái nón Hada đang đội đây. Có điều gì đặc biệt từ cái nón này? Giờ các bạn coi ha, một cái nón bình thường, rất bình thường như bao nón khác, nhưng trong đây chứa đựng một dụng cụ để bảo vệ bản thân mình. Đó chính là một cái tay gấu, là bằng nhựa nhưng rất cứng. Đây là một vũ khí tự vệ được sản xuất cho quân đội Israel. Thì dụng cụ này được gắn vào một cái nón dưới cái mũ của nó. Mũ nhựa của nó các bạn thấy không? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào? Đầu tiên mà nói đến cái tên của nó, đây là dòng sản phẩm của FAB chuyên sản xuất những dụng cụ tự vệ. Và chiếc nón này với cái tên là Gotcha Tactical Cap, một trong những sản phẩm dành cho quân đội Israel cũng như là những người dân ở đó, họ có thể mua và xài với giá 43 đồng 7. 43 đồng 7 là bạn có thể sử dụng được cái nón này. Và Hada mua cái nón này của anh Biren. Có gì đặc biệt? Đầu tiên chất liệu vải, đây là vải cô tông 100% và one size all fit, có nghĩa là tất cả các đầu đều có thể bỏ vào đây đều vừa cả, các bạn cứ an tâm về điều đó ha. Rồi tiếp theo, cái phần mũ bên trong của nó, đây sản phẩm của mình, một cái tay gấu tự vệ được làm bằng nhựa cứng. Và sản phẩm này các bạn cũng biết đó, khi chúng ta tự vệ thì chúng ta phải biết làm sao để cho người ta đau mà người ta không đánh mình nữa, chứ không phải chúng ta phải giết họ hay làm những cái điều đó điên rồ cho những sản phẩm này thì không ha. Thì ở đây chúng ta có thể dùng nó để đánh vào những phần mềm, những phần hông, tay, đại loại như vậy, thì cái độ gây sát thương của người ta nó sẽ không có, nhưng độ đau thì chắc chắn là có rồi, các bạn nên nhớ điều đó ha. Và sử dụng như thế nào? Như Hada coi trên một số clip ở trên YouTube thì ở đây người ta sẽ sử dụng nó theo một cái dạng gọi là khi ai đó bay vào quýnh mình thì mình che đầu mình, thì trong lúc mình che đầu mình là cái ngón tay cái của mình đã thọt vào trong rồi đó, mình phải che đó. Và khi người ta mất cảnh giác muốn tình lên mình rút ra đó, các bạn thấy không, chỉ một động tác có thể gây đau đối phương đấy. Thì giờ mình sẽ làm lại các bạn coi nha. Đồ chơi ta sẽ gắn vào đây, trả lại đúng vị trí của nó. Rồi khi ai đó đánh mình cứ phải giả là em xin lỗi, thêm một cái ngay đầu hoặc là ngay cổ hoặc là ngay hông, các bạn có thể tự vệ được. Đây chính là nón Gotcha Cap Tactical Gear, rất hữu ích và đã sắm một cái để tự vệ bản thân mình. Nó thực sự tự vệ thì thấy cũng hiếm, bởi vì người ta thấy Ada nhỏ con nên ít ai có thể quýnh được mình lắm. Lớn hay nhỏ ta cười chết đúng không? Nhưng mà vẫn phải thủ sẵn cho mình một cái món hàng để mình có thể ứng phó cho một tình huống khẩn cấp. Và tiếp theo Ada xin giới thiệu bạn một sản phẩm thứ hai. Sản phẩm này thì nó là một cái dụng cụ dùng để phá kính và Ada mua ở bên Quỳnh Lộc tạp hóa EDC, chắc ai trong rất thì các bạn cũng biết Quỳnh Lộc là ai. Thì ở đây Hada xin giới thiệu các bạn một sản phẩm Hada dùng để đeo tay. Sản phẩm đeo tay nó như một cái đồng hồ ha, thì người ta nhìn người ta cũng sẽ không khó đoán được đây là một sản phẩm như thế nào, nó nguy hiểm hay là như thế cái gì đó chẳng hạn. Thì bản chất nhìn nó như một cái đồng hồ đấy, các bạn thấy không, như một cái đồng hồ ha. Thì ở đây Hada sẽ lấy ra cho các bạn coi, đây là một dạng tay gấu. Đây, một dạng tay gấu các bạn thấy không? Đây là một dạng tay gấu có thể có độ sát thương đó các bạn. Thì cái mũi này là mũi để mũi phá kính. Đây là sản phẩm của Mac Army TKT, được làm bằng chất liệu titanium,
Và mục đích của hãng sản xuất này là họ muốn các bạn có một suy nghĩ là dùng để phá kính. Thì đôi lúc phá kính hay là mình phá hoại cũng được, nhưng mà cố gắng khi sử dụng món này là để tự vệ bản thân mình, chứ không phải là để gây sát thương. Các bạn xác định điều đó rõ ràng. Thì ở đây Hada có đặt một cái key dép, nó gọi là key dép các bạn ha. Key dép thì cái này nó nhẹ hiu à, nhưng mà nó được sáng chế ra là để bỏ cái sản phẩm này vào. Đây các bạn thấy, đó, bỏ vào rất gọn và rất chắc, không bao giờ rớt được. Và Hada cũng chế biến thêm dây paracord. Đây, dây paracord. Đó các bạn thấy không, dây paracord thắt vào. Rất đẹp. Đó, khi đó ta có thể thắt một cái kiểu thắt đơn giản thôi, chủ yếu là mình để mình có thể đeo vào tay, để mình có thể đi đây đi đó và tự vệ cho bản thân mình. Nên nhớ chỉ để tự vệ thôi, tự vệ mà không gây sát thương. Các bạn chưa thể làm cho đối phương đau và mình có thể bỏ chạy hay như thế nào đó chẳng hạn. Chứ cố gắng đừng bao giờ xài những sản phẩm này để gây sát thương, vì nó rất nguy hiểm các bạn ha. Thì ở đây ngày hôm nay Hada có thể giới thiệu cho các bạn được hai sản phẩm. Một là Gotcha Tactical Gear, hai là một sản phẩm của Mac Army TKT, chất liệu titanium ha, dùng để phá kính. Thì ở đây các bạn muốn biết hai sản phẩm này rõ như thế nào thì nón thì các bạn có thể liên hệ anh Biren, và sản phẩm Mac Army các bạn có thể liên hệ với Huỳnh Lộc Tập Hóa EDC để có thể biết được giá cả cũng như là những món hàng khác tốt hơn hay gì đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Thank you. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hada Lee nha. Chào các bạn.